Tôi nói anh này, cái hành động của các anh đang vi phạm đính ngành của anh. Vi phạm nào? Tôi đề nghị anh ngưng tắt đi. Tôi không tắt, bây giờ tôi không tắt, ông làm gì tôi, ông thích cái gì? Tôi, nếu ông chỉ ra lỗi tôi vi phạm tôi biết. Dừng xe vi phạm thế nào? Ông đi xe máy, ông dừng xe tôi đúng không? Đúng. Ông phải chỉ ra cái lỗi tôi mới dừng, tự nhiên. Xe ông đi xe ông chở kia bây giờ, anh em đang yêu cầu ông cần quá tải. Yêu cầu thì ông có, ông đi quá tải thì ông dẫn tôi ra ngoài cái trạm cân kia. Rồi xe có một trạm đến đây, chúng em tôi đang phối hợp. Tôi đi thẳng ra trạm cân với ông luôn. Tôi nói anh em tôi đang phối hợp cân quá tải đây, có bao nhiêu. Còn ông có cái gì, tôi nói ông cái điều kiện của ông có được phép để chặn xe của tôi trong. Sao lại không được ông chặn? Có cái tiêu tiêu đề thì xe kia chúng tôi được chặn không? Được rồi, là ông phải ra đứng giữa đường, ông có giữa đường xe ông đang đi trên kia, chúng tôi đường sau vừa lên sao giữa đường. Ông nói đàng hoàng nhá. Ông dừng phải đúng luật. Còn ông, tôi nói ông nhá, tôi không phải giải trình với ông nhiều. Các ông đang vi phạm. Vi phạm chính điều ngành các ông. Anh các ông phải dừng xe đúng luật. Tôi không xuất trình. Còn ông thích mang chặn lên đây. Các ông bây giờ các ông phải nói với tôi là lỗi của tôi cái gì trước. Bây giờ còn nếu quá tải nhá. Hàng bột đá kia rất nặng. Và nặng hay không? Được rồi. Nặng là tôi cho ông cân. Ừ. Để mà cân. Nếu mà không có cân thì xin mời anh đi. Có thế rồi. Thế thì ông mang cân lên đây, rồi, cân anh tôi. Anh em đang ở đằng sau đây mà sẽ ông cơ ông mang cân lên đây. Cơ ông mang cân lên đây. Đây có ở. Cơ ông mang cân lên đây. Không không phải tăng cường cả công an thanh tra đấy, đây dọa tôi. Anh cứ bình tĩnh, có cái gì mà dọa anh. Tôi là người lao động. Anh bây giờ anh lấy xe chúng tôi ra. Đây, bác nông dân này. Tôi nói với ông nhá. Kiểm tra nếu đầy đủ anh đi, không có gì cả xin mời anh đi. Ông nhá, tôi nói riêng ông này. Riêng ông thanh tra bây giờ một đội nữa mang đây kiểm tra cân xe của tôi. Nhá. Thì phải đứng ra đằng kia chặn đàng hoàng nhá, chặn ra giữa đường cái kia chỉ đúng mặt xe tôi xuống tôi mới xuống. Anh báo cáo anh đây là trạm cân lưu động. Trạm cân lưu động em đang cân đến đây. Đúng rồi, nhất trí. Nhá. Còn nếu tôi vi phạm các anh nói không đừng có thái độ này với tôi. Tôi chả bình tĩnh nó cũng bình thường. Anh bình tĩnh. Tôi nói ông tôi đi làm cái nghề này mười mấy năm rồi. Anh làm kể cả đến mai nghỉ hưu. Tôi hỏi ông cái ngoài kia không phải là công an các ông. Xe tôi có định vị giám sát đồng hoàng, từ nãy giờ chưa mở cửa xuống xe thì có nghĩa là chưa thay đổi lái, mà trên xe không có người. Thế trên kia người ta kiểm tra, trên kia là cục đất à? Trên kia là cái gì? Là cảnh sát hay là cái gì? Trên kia kiểm tra gì anh? Trên kia đội cảnh sát giao thông đi cái xe... xe... Kiểm tra gì? Kiểm tra cái gì? Kiểm tra kiểu các ông đấy. Kiểm tra kiểu nhanh xong đi đấy. Có kiểm tra trọng tải không anh? Đấy là việc của các ông. Anh bảo trạm trên đấy có kiểm tra trọng tải. Tôi đấy là tôi không nói sâu vấn đề đấy, ông nó phải hiểu là thích các ông ra đường để làm gì? Tự nhiên các ông trong ra đường có mỗi cái gậy trong tay, cái còi ở mồm. Thế mà các ông đi kiểm tra tôi kiểm tra gì máy mà không có về động cái các ông dọa bảo mang cân mất cái đấy. Xe ông tôi có định vị nhá. Hành trình chúng tôi có hết, kể cả lỗi, kể cả vừa nãy tôi nói ông ở ngoài kia rất đông người. Đỗ hết ở ngoài đường ấy, xe chở người trên xe chạy mở các ông không vậy. Các ông vẫy gì tôi? Tôi quay hết. Xe của anh chở. Ông nhìn chưa? Ông nhìn thấy cái xe có chữ công ty chưa? Ông nhìn thấy chưa? Nó có thiết bị giám sát định vị theo yêu cầu tiêu chuẩn. Đúng rồi. Và tôi nói cho ông nhá, mỗi xe của ông phải nhìn nhá. Xe của tôi. Bây giờ tôi xin phép anh này xưng anh tôi, đừng ông tôi làm gì. À được rồi. Anh tôi nhá. Không. Đúng luật xã hội mình là gọi nhau là ông tôi không phải gọi ông anh làm anh. Đấy là xã hội đen thôi. Không. Còn anh gọi xã hội văn minh người ta gọi nhau là ông tôi. Anh tôi cho nó rõ ràng. Ờ được rồi, anh tôi. Anh học lái xe rồi. Tôi học rồi. Tôi đang là người kiểm tra anh. Đúng rồi, nhưng mà anh kiểm tra không đúng luật thì có nghĩa là anh vi phạm. Không phải là không đúng luật mà chính anh đang làm cái luật. Không, anh đừng nói anh cứ thích làm gì làm đấy. Ai tôi cho anh cân thoải mái đi. Nhá. Còn xe của anh phải nhìn này. Anh cứ chốt chỉ. Bao của tôi quy cách 500 cân một bao nhá. Anh nhìn chưa? Xe của tôi quy cách 500 bao một cân, anh đếm đi mà đi ra đằng sau cái những cái anh yêu cầu dán chữ tôi phải được chứ. Bây giờ tôi nói với anh này, tôi rất là dân bỏ điện thoại. Tôi không bỏ điện thoại, đây là quyền lợi của tôi. Tôi đề nghị anh này, anh bỏ điện thoại. Tôi không bỏ, nếu anh thích nói chuyện lịch sự với tôi từ nãy thì tôi đã bỏ rồi. Tôi bảo anh rồi,
tôi bỏ rồi, nhưng các ông thích tôi cứ cầm điện thoại làm cái gì thôi, điện thoại của tôi được các ông. Anh chấp hành lấy giấy tờ xuống anh nhé. Tôi không chấp hành vì các anh ở đây nhá, thanh tra là phải có người hỗ trợ nhá, để vẫy dừng xe. Tự nhiên các ông lại nhảy lên nhoang lên đầu tôi. Đây là trạm cân lưu động. Từ nãy đến giờ ông chưa nói với tôi, mãi về sau ông mới bảo là xe tôi quá tải. Đầu tiên ông còn nói với tôi là lỗi không phủ bạt. Ông đừng có nói cái kiểu vặt thì bới chó thì bọ. Với tôi không nói là từ đấy. Tôi đi làm bao nhiêu năm nay rồi, tôi nhún quá nhiều là bây giờ không nhún. Tôi đi làm công ăn lương. Tôi nói ông đấy. Xe của tôi là xe công ty, có thiết bị giám sát định vị, có camera hành trình. Nhá. Tại sao anh không xuất trình giấy tờ xe? Tại sao tôi phải xuất trình? Các anh đứng ở tận bên đường bên kia, các anh còi tôi bên này, các anh nói buồn cười. Đây tôi đang đứng đây. Còn đứng ở đây các anh phải đứng đàng hoàng lên, chứ không phải là đến tự nhiên lại kép vào đầu tôi. Tôi hỏi anh có lỗi gì hay không, anh chưa giải thích với tôi từ đầu có lỗi gì hay không. Tại sao anh cứ đứng, anh thích xuất trình giấy tờ? Lỗi của anh là chở hàng không phủ bạt. Không phủ bạt. Anh nhìn cái hàng anh... gì không mà phải phủ bạt? Đấy, cái hàng đá rơi vãi. Rơi đâu anh ra anh nhìn chứ? Không, nhưng mà cái đấy có phải phủ bạt không? Không phải phủ bạt. Anh có thể đưa cái giấy tờ anh yêu cầu hàng tôi không phủ bạt ra nhá. Tôi nói với anh bây Lê Văn Trọng nhé. Cảnh sát giao thông đang yêu cầu anh xuất trình giấy tờ. Anh không đủ tiêu chuẩn để kiểm tra tôi vì anh phải đi làm theo đội hình. Đây đội thứ nhất anh giấy tờ anh đâu? Nhưng bây giờ tôi nói anh công an giả rất là nhiều nhá. Anh có giấy tờ để chứng minh không? Như xe tôi anh bảo giấy tờ đi, xe tôi đây, biển số đây. Xung quanh chúng tôi dán xung quanh chữ rồi. Xin chào anh, lâu nay bảo anh bao tuổi? Tôi bao tuổi không quan trọng. Không, nhưng mà anh đang bảo công an giả rất nhiều đúng không? Anh tôi không quan trọng. Anh cảnh giác tôi chính là tốt đúng không? Đúng rồi. Bây giờ anh chính các anh đang làm cho cái việc nó công an giả nó xuất hiện vì các anh không xuất trình giấy tờ với tôi. Sao lại anh nhìn biển hiệu tôi đầy đủ? Tôi nhìn biển hiệu anh rồi nhưng anh đang làm những cái hành động không đúng, xong anh yêu cầu xuất trình là không có được. Làm cái gì? Tôi xin lỗi với anh như thế. Còn bây giờ nhá. Làm cái gì không đúng ạ? Hiệu lệnh dừng xe của anh không đúng. Làm gì không đúng ạ? À thì nhá, anh đuổi tôi như đuổi cướp. Tôi là dân, tôi là người lao động, chúng tôi là những người lái xe, là những người lao động, không phải cướp các anh chứ mày. Tự nhiên đuổi kẹp vào đầu tôi xuống và xuất trình giấy tờ. Ai bảo anh là cướp? Là thế tôi mới đang nói cái hình thức của các anh đang sử dụng. Sao hình thức của bọn tôi sử dụng như nào? Sử dụng để dừng xe của tôi nhá. Còn bây giờ các anh có kiểm tra giấy tờ không? Tôi không cho phép các anh kiểm tra giấy tờ. Đúng rồi, lý do các anh không đủ tiêu chuẩn để kiểm tra giấy tờ. Không đủ tiêu chuẩn anh dừng tôi không đúng điều kiện. Sao không đúng? Không, thứ nhất trong cái đường là rất chật hẹp, thứ hai tôi không vi phạm gì. Đường hẹp người ta hiệu lệnh dừng của anh. Còn bây giờ kể cả lúc đang đi xe người ta có thể tôi nói luôn với ông nghe. Anh dừng xe từ đầu anh đã vi phạm luôn chứ. Tôi nói với anh nhá, này, tôi không mang bằng đi thì làm gì có cái chuyện nhắc nhở đấy là lỗi không có bảng, ít nhất là lỗi không có bảng nhá. Anh đã vi phạm điều lệnh, anh tự nhiên là đơn giản nhá, đi chuyển làn vượt xe lại chuyển bật xi nhan, nếu không bật thì đã là vi phạm. Các anh bây giờ đứng ở bên đường bên kia, anh vẫy tôi bên này mà vẫy đâu, thằng chắc cắp tôi phải cắp đấy đâu. Ông đi đặt cân ở đây, tôi cho lên cân luôn không? Ông nhìn luôn biển số này, nhìn luôn đầu tấn. Nhắc nhở anh rồi, anh tôi không đoàn hoàng. Đúng, cái tiêu chí xã hội văn minh không phải anh tôi. Đó. Sao phải anh tôi? Xã hội văn minh trên 18 tuổi, ông có nhìn thấy trên giấy tờ không? Là ông tên là gì? Sao phải gọi anh tôi? Anh tôi là cái tầm ăn trên ngồi trước, cái tầm gọi là thích ngồi trên đầu xã hội, không có đâu. Bây giờ anh thích làm gì làm, lấy việc của anh. Anh làm theo đúng điều lệnh của anh thì tôi chấp hành thế thôi. Anh thích nhá, này. Thế mà một đội nữa cầm đủ cái giấy tờ mà gọi là trạm cân, phải có lệnh của trạm cân. Dừng xe để kiểm tra các thứ phải có lệnh của trạm cân. Đứng đằng kia tôi vẫn đi, tôi không thể quay đầu đây được. Ra đúng chỗ kia mà đứng vẫy nhá. Quay không thể đứng ở bên kia đường, chỉ với tôi lại cái đường một chiều. Mà ở cái khu ngay cái chợ đây nó đông như thế, anh có thích cho anh xem lại cái cảnh người ngồi trên xe di chuyển là mầm ô tô bốc hàng đứng hết đường, các anh không bắt, các anh bắt anh cho xem đi. Anh cho anh tôi không phải cho anh xem, nếu anh thích tôi đẩy lên mạng cho anh xem, ngoài các anh được xem cả, sao phải trình cho anh xem đó, các anh thích tôi đẩy lên mạng cho anh xem cả. Xin lỗi anh, thì lái xe anh rồi anh. Trước tiên các anh giao thông phải làm việc với tôi đủ tiêu chuẩn thì các anh mới đến được anh. Các anh phải có lực lượng hỗ trợ, lực lượng cảnh sát giao thông. Vâng. Đây là anh cứ đến lượt anh làm việc. Còn bây giờ anh chưa được làm việc với tôi. Chương trình tôi đi làm có kế hoạch của lãnh đạo sở. Vâng, đấy là việc các anh. Tôi có lệnh nhé. Lệnh của các anh là nhưng bây giờ các anh phải cho tôi xem cái lệnh. Rồi tôi cho anh xem là anh cho tôi xem lệnh. Nhưng mà yêu cầu anh xuất trình như thế giấy tờ xe. Tôi không phải tự nhiên xuất trình như thế mà không bây giờ không. Cứ mặc cái áo tôi mua đầy ngoài đường kìa. Ông thích tôi mua đầy ngoài đường kia, ông không có giấy tờ, cũng như cái xe của tôi đây.
ghi đủ các thứ đây. Này, từ cái biển các ông bắt tôi ghi từ số điện thoại đến tên công ty, đến trọng tải đầu tấn. Nhưng xuống các ông vẫn đòi giấy tờ để làm gì? Thì vậy các ông cứ mặc quần áo ra đường là các ông vẫy người ta, không có giấy tờ là được à? Không đúng là đúng, đúng đấy nào. Tôi nói với anh này, có bác đây, có bác người dân đây nhá. Anh em đâu, tôi không có. Tôi không giải. Tôi nói anh nhá, tôi đúng hay sai nhá. Trong cái luật của các anh có điều luật, thêm điều luật là phỉ báng người thi hành công vụ, không chấp hành hiệu lệnh người thi hành công vụ. Vậy bây giờ nếu các anh thấy tôi sai, các anh lập thêm cái lỗi không chấp hành hiệu lệnh người thi hành công vụ đấy. Nếu các anh cảm thấy đúng, đúng điều luật, các anh có công cụ hỗ trợ rồi, tôi có một cái điện thoại thôi và tôi có quyền công dân của người Việt Nam để làm cái việc này. Tôi không, anh không có quyền, xin lỗi anh nhá. Xin lỗi anh Nguyễn Trung Kiên, đội trưởng đội thanh tra. Anh không có quyền để yêu cầu kiểm tra giấy tờ của tôi. Trước tiên là phải các anh công an. Xin lỗi nói với anh này nhá, hôm nay là lực lượng chúng tôi là phối hợp. Lực lượng của anh là lực lượng của anh rồi, nhưng mà đúng theo tiêu chuẩn phải. Rồi. Kiểm tra cái đoạn đường này rất nhiều xe quá tải chạy. Tôi chấp hành cái việc đấy, vấn đề là tôi vẫn đi. Và vẫn đi cái kia. Đây các anh cảnh sát giao thông, các anh dừng xe rồi thì yêu cầu anh xuất. Không, họ dừng không đúng luật, anh phải hiểu như thế. Không phải là các ông cứ nhảy ra đường là vẫy tôi dừng, là chứ phải dừng xong là phải chuẩn bị ý tờ. Và bàn cân để cân đấy, kiểm tra tài. Tôi ra sẵn bàn cân không, hoặc là đỗ đây tôi cho cân luôn. Tôi cho các ông cân luôn. Tôi cho ông xem rồi nhá, tôi cho ông xem luôn. Tôi cho ông xem cái đăng kiểm móc rồi nhá, tôi cho ông xem luôn, ông nhìn thấy. Đó, ông cứ đặt vào đây, nếu mà thấy tôi quá tải nhá. Nhưng rồi anh không vi phạm thì anh xử lý. Anh vi phạm đây là công việc của anh em thôi. Công việc anh em như các ông làm phải đàng hoàng, không phải công việc. Tôi nói ông á, từ đầu Vĩnh Phúc đến đây tôi một đội công an rồi. Làm có gì không đàng hoàng. Xe của tôi có thiết bị giám sát định vị. Các ông ta thanh tra thừa hiểu cái vấn đề đấy. Tôi cho ông xem đây này. Cả xe của tôi có thiết bị giám sát hành vi và giám sát hành trình luôn đây này. Ông nhìn lên, nhìn cổng này, ông có máy mang đến đây kiểm tra cho quay phim, xem phim này, xem từ nãy giờ Vĩnh Phúc về đây tôi bao nhiêu lỗi. Tóm lại là cái việc nó rất đơn giản. Tôi không thích những cái người làm ăn không đàng hoàng. Có thế thôi. Ông nhìn nhá, trên vai các ông có cầu vai, có sao có số này, vai tôi cởi ra vẫn là cái áo không có số, không có gì để phải lo bán. Các ông rơi một sao mai không nhặt được nữa. Nên cố gắng làm nó đàng hoàng. Còn tôi không chấp hành hiệu lệnh này, ông phải đưa một đội khác mang đủ giấy tờ đấy cho tôi xem. Nhá, ông đủ giấy tờ. Ông đã vi phạm từ đầu, còn quay bây giờ muộn rồi, người ta quay từ nãy rồi. Anh cứ quay, việc anh quay, anh cứ quay, anh tôi cấm ông anh quay. Ông phải dừng xe, tôi phải đúng. Anh vừa quyền quay, anh cứ quay thoải mái. Còn ông nhìn tôi không cấm anh quay, ôi anh quay đi, anh thoải mái anh quay. Thường thôi, cá với cái gì. Ông ghi luôn vào cái biên bản trước đi. Này, nếu mà ông cảm thấy đảm bảo được là thêm cái lỗi không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát giao thông nhá, ghi luôn vào đây tôi tiếp tục ký luôn có thể. Chúng tôi không phải lập lỗi đấy, chúng tôi ra tín hiệu anh dừng xe, tôi không phải lập lỗi đấy. Không, ông dừng xe là tôi mới đăng. Nếu anh tôi ra tín hiệu anh không dừng xe anh chạy ra tôi sẽ nói bây giờ bằng thừa. Từ lúc nãy tôi xuống tôi hỏi rồi, đầu tiên các ông bảo với tôi là không ai bảo anh câu đấy nhá, và tôi chúng tôi không ai bảo anh câu đấy nhá. Lái xe này nói cho xem. Ôi trời, vừa thoải mái luôn. Câu nào sai thì đóng góp cho anh lái xe cái. Ông góp làm cái gì, vô tư đi. Câu nào sai đóng góp cho lái xe cái. Tôi bằng này tuổi rồi. Đi làm tôi nói ông đi từ Bắc vào Nam tôi chả sợ đếch ai xe đủ tải. Sợ cái gì? Ai chả sợ. Ông cứ thế độ. Anh làm sao phải sợ tôi, chúng tôi làm thế sao? Thế bây giờ tôi hỏi anh nha, anh việc ra đầu tiên tôi hỏi anh là anh phải nói cái lý do với tôi. Anh dừng xe đã không đúng thì anh kép lại không đúng. Lên đầu tôi. Sao lại không đúng? Tự nhiên ông ép lên đầu tôi. Tôi đi xe máy dừng bên này tôi phải dừng với. Ông không đứng được một đoạn từ đây ra bên kia. Để ông đứng lại cho an toàn. Chạy thế sao anh đứng được không? Này tôi nói không có nói tôi được nhá. Tôi nói anh chạy như thế bụi hết cả đường anh. Ông phải đứng ra kia để cho nó an toàn. Không phải đến đây ông tạt vào cái đầu xe tôi không bảo an toàn cái gì. Ai tạt xe anh? Tôi vượt xe anh lên đến đây dừng xe anh ai vượt ông xe anh? Dừng cái còi anh, từ lúc ông đang đi này tự nhiên ông rút cái còi ra mấy cái gậy ra nhá. Chúng tôi dùng gậy, dùng gậy dùng gì? Thế ông đứng được hoạt động chưa? Tôi cho ông nhìn lại phát nữa để khỏi phải cãi nhau này. Đây, làm sao nhìn này? Đây, tôi cho xem. Cổng USB đây này, cổng nó quay đây này, đây này, đây này. Đây này, thiết bị giám sát có hết không? Không là cái gì mà không buôn đời xã hội. Nào, ông cắm lúc đây đây. Cân ông xem. Những cái chữ này các ông bắt chúng tôi ghi để làm cái gì? Kiểm tra sơ bộ, không thấy vượt hãng kiểm tra giấy tờ. Đây là các ông tự nhiên cứ xuống. Thế các ông có thấy cứ mặc quần áo chẳng giấy tờ đấy, xong cứ đòi kiểm tra. Chị Vương, lái xe gì? Tôi tên là gì? Cái sổ đăng kiểm để tôi nhập. Tôi không, anh không đủ tiêu chuẩn yêu cầu tôi xuất mà phải là anh công an. Anh hiểu chứ? Anh hiểu luật không? Anh hiểu luật không? Anh không thể đến nhà thằng hàng xóm mà tôi đến nhà chơi thằng kia bảo là tôi cần bây giờ tôi không thích, tôi không. Đây là
29 tấn này, chú bảo cái lỗi đếch gì. Đây, bao quý khách đây. Đây, bao quý khách đây. Đến vào thì ra rồi. Đây, anh cho tôi xem cái giấy của anh và có trong đội hình của anh có bao nhiêu người trong. Tôi xin lỗi anh. Anh tôi cho tôi xem. Vâng. Đây là kế hoạch anh phối hợp cân xe. Không? Đây. Phối hợp cân xe công an huyện Vĩnh Tường. Rồi. Ngày 23 tháng 1. Nha. Rồi. Tránh thanh tra ký đây. Được chưa? Ngày ra quyết định là ngày 19 tháng 1 năm 2015. Rồi. Còn ngày phối hợp là ngày 23 tháng 1 năm 2023 tháng 1 nhé. Và tôi đọc lại xem là giới thiệu vụ tôi hay không có người đi tranh à? Hả? Không có người đi tranh à? Thoải mái chưa? Cứ trong đội anh không có người đi tranh à? Không có một ai đi tranh đây à? Bây giờ tôi nói anh ấy. Đội trưởng. Tôi hỏi luôn, anh đội trưởng như anh không có đi tranh. Cái đội phụ trách ở đây. Tôi có, tôi nói với anh nhá, không chỉ được đích danh với tôi. Anh chở hàng công ty anh ấy, đúng không? Đúng rồi. Ví dụ hôm nay cái xe này điều anh đi. Đó. Mai xe điều người khác đi. Dạ. Nhưng vẫn có cái lệnh điều động xe trong cái tháng đó, đúng không? Đúng rồi. Chúng tôi lệnh bây giờ là mai ví dụ anh đau bụng thì đương nhiên có anh khác thay thế. Đúng rồi. Thì đây nó là một cái quyết định chung. Thì đương nhiên ngày hôm nay xe này quyết định chung là chúng tôi nhận xe này là... Tôi đã nói là anh tôi nói anh nhá, tôi cần kiểm tra tải trọng xe. Chúng tôi nhận xe theo đúng luật các anh quy định là những người nào được phép lái cái xe này không thể là cho lên vu vơ chỉ là không có bằng. Anh biết cái vụ tai nạn Lào Cai không? Bây giờ không biết thằng nào lái xe đấy, chết mấy chục người đấy. Các anh chính các anh quy định là phải xuất trình giấy tờ, bây giờ không có đấy. Các anh bây giờ có mấy cái giấy tờ bây giờ là yêu cầu cân xe mà không có đích danh ai, tôi biết bố ông nào được thường cân ông nào không. Tôi thừa hiểu, bây giờ tôi nói ông nha. Cả một cái xe ô tô này, cả biển số của đơn vị này. Tôi đang nói những, tôi nói thật với ông này. Tôi thừa biết các ông không phải là giả, những cái hành động của các ông sai luật. Ông theo cảnh sát theo ông đã làm việc xong với tôi chưa? Thì tôi bảo ông là để tôi nhập bằng cân. Tôi bảo anh Nguyễn Trung Kiên nha, đội trưởng đội cảnh sát giao thông Phúc là thế này. Tôi nói với anh rồi, nếu như anh cảnh sát giao thông của tôi đã không tôn trọng anh này rồi. Nếu các anh cảm thấy tôi không chấp hành, các anh ghi thêm cái lỗi chống người thi hành công vụ. Còn với anh, tôi đồng ý cho anh cân, nhưng tôi bảo anh là đúng theo đùa đều là của anh, là đi làm phải có giấy phép, chỉ định đi làm việc, chứ không phải là cứ mặc cái bộ áo phia đường với thằng nào thì vậy. Thằng này thằng dân. Đây là kế hoạch nha, ngày tháng. Thằng dân là gì? Thằng dân là những người chúng tôi phải đóng tiền mua từ đôi tất, đôi giày, anh đang mặc cái người. Không, bây giờ như xem nha, anh thỏa đáng chưa? Không có tên người. Anh xem chưa? Toàn bộ tôi nói đây cho anh cho nếu mà nghe. Tôi sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nhá. Em vì hiểu điều đấy. Tôi đây, anh quay đi. Đây thì thoải mái đây. Anh quay luôn vào. Không có một cái chữ nào là lực lượng tham gia phối hợp với đội cảnh sát giao thông số 1. Đây là đội cảnh sát giao thông số 1 chứ không phải là là tôi là đội trưởng, được chưa? Tôi không hiểu cái giấy đội trưởng mà. Anh cần muốn cái gì nữa để tôi trình giấy đội trưởng anh đâu? Hả? Để tôi trình bày cho ông à? Có sai tôi là chịu nhiệm. Thế bây giờ tôi biết ông là. Ngay cái biên bản, nếu là biên bản tôi lập luôn tên tôi và ghi đội trưởng vào đấy trong luôn. Ông lập. Bây giờ ông thích lập. Đấy, giả cho anh. Trên này yêu cầu anh xe để tôi nhập. Tôi treo lên cân trước cho ông, nếu mà sai thì cơ. Xin lỗi anh nhá. Trước khi cân anh phải xuất trình giấy tờ để chúng tôi nhập. Anh chưa đủ. Bây giờ tôi đang chưa chấp hành tôn trọng cái người cảnh sát giao thông đang vi phạm. Anh thích tôi vẫn đi qua cầu Vĩnh Thịnh kia, cái đầu cầu anh đang có một đội một trạm đấy. Tôi ra tận nơi. Cái chuyện đấy, cái việc của mùa đầu cầu mà được anh phải hiểu là trên cái đường này ấy, số lượng xe chạy trốn ra và chạy qua đường này đấy là việc của các anh. Cái đường này không cấm xe, tôi cứ đi nhé. Bao nhiêu tiền để đây là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chứ không phải là Việt Nam Cộng hòa để mà cấm đường ngăn sông ngăn chợ. Ông đừng biển không cấm xe, cấm được tôi đừng nói tôi những câu đấy. Ông đừng nói với tôi câu đấy. Anh xuất trình đi, nhập máy xong xe anh qua tôi cho anh xem nhé. Còn tôi không phải là xe mà anh xuất trình đây để tôi nhập. Tôi không xuất trình tôi. Nọ về cháu ông công an 32 bên này xuống để xin lỗi là ngoan mình mới bỏ qua đấy. Có người ta đã cùn đừng có trêu mình nữa. Bây giờ anh ấy xem đăng kiểm ai cả giấy tờ à, anh là cân tải đúng không? Chỉ xem đăng kiểm đúng không? Được rồi, tôi cho anh xem giấy phép đây. Anh gọi điện thoại đi. Ở chắc đây không bỏ đâu, bỏ công cụ ở chợ của tôi tự mua công cụ ở chợ đấy. Cái gì mà đâu, à. Tôi đưa ông nha, ông không trả lại tôi thì ông
khác. Anh cứ bỏ cái điện thoại đi. Bỏ nó, bỏ nào. Dân Vĩnh Phúc với nhau có cái gì đâu mà ghê gớm. Ai đã làm cái gì mà. Nhưng mà tôi mất gốc rồi, lên kia mấy năm là mấy đời rồi. Đó, anh không có được xem, tôi cho anh này nhập vào máy ra ngoài. Đó giờ anh nhìn thấy chưa? Đấy, anh nhìn thấy chưa? Cứ nhập vào, nhập. À, anh cứ nhập ra ngoài, nhá. Là tạm thời tôi đang chấp hành hiệu lệnh, gọi là lịch sự với nhau là tôi chấp hành vui đấy. Đương nhiên là anh chấp hành, có lợi cho anh như có gì tôi đâu. Tôi chả có gì phải lợi cả, các ông đang vi phạm tôi là chỉ có cái lỗi chống người thi hành mà lợi mới không có lợi. Anh còn chạy xe ngày mai, chạy xe ngày kia. Cả đời tôi vẫn chạy xe, nhưng mà tôi không chạy xe ngày mai, tôi chạy xe khác. Đúng rồi, có gì đâu. Mà thích thì tôi, mà bây giờ nói này, thích mai mình về ăn bám vợ cần đếch thì đời. Mà tôi quay phim ông cả ngày được. Nếu thích chơi, đừng cố chơi nhau. Đang người tôi rất là trưởng. Anh sáng có sử dụng một tí rượu, nói thật. Anh lấy cái thiết, anh đang vu khống cho dân đấy. Nếu nói là đúng, đúng tiết diện người nhé. Tôi nói là cái giọng của tôi thế đấy. Anh với tôi thanh niên đối diện này bao giờ hà hơi ra tôi biết. Tôi ôi giờ đấy là khờ, anh giờ không bắt lỗi tôi cảm nhận. Anh mang thiết bị đây, anh nói tôi, anh đang vừa anh nói thế là anh đang xúc phạm tôi đấy. Tôi tuân thủ nghề nghiệp, tôi không uống rượu. Kể cả từ hôm qua, nói từ hôm qua thì nói láo, nhưng mà từ chiều hôm qua đến giờ mới uống. Từ khi dừng xe anh giờ. Tôi làm thì mới một vài năm lần đầu tiên gặp lái xe anh. Anh mang nồng độ đây đo thêm cái nồng độ ấy, cho nó vui nữa đấy. Riêng, tôi đang riêng anh thì bây giờ tôi lại không bao giờ lấy máy tôi để thổi anh làm gì cả. Mà từ nãy giờ tôi đã quên anh rồi. Tôi nói anh nha, nếu như rất có cái số điện thoại công ty tôi kìa, anh gọi và anh hỏi cái giọng tôi lúc nào nó cũng thế. Anh hỏi về công ty, nó xét về công ty, xe tư nhân đâu. Đấy, có số ở cửa đấy, anh gọi anh hỏi vào. Những cái gì tôi nhìn tôi đã biết rồi, không cần anh chỉ. Không cần anh chỉ. Thế nên là các anh mới đứng bên kia đường bảo tôi quá tải để vẫy chơi. Thế nói anh đừng theo cái diện là cảm tính. Đừng làm việc cảm tính. Anh em dừng xe anh ở đây chứ không dừng xe ngoài đường. Này đừng có cái đấy, nó từ đầu tí cho anh xem. Dừng xe ở đây. Tí tôi cho anh xem. Anh thích xem tôi xem. Anh kia, cái xe đầu kéo này là nó bắt buộc phải có thiết bị giám sát hành trình. Cái việc này anh em tôi thừa hiểu. Kể cả chúng tôi bây giờ đi vào những cái chỗ mà nó có cái biển cấm tốc độ, chúng tôi không chạy nhanh được vì mai trên máy lôi về lại bắt đầu tôi chả dạy gì. Nó nói anh máy anh còn, nếu không còn pin tôi cho anh mượn. Ôi trời ơi anh nhầm. Anh nhìn cái dòng máy này thì có một thị trường chiều. Không còn pin tôi cho anh mượn thêm một cái máy nữa để quay. Tôi chả không sao phải mượn, mình tự dùng công cụ hỗ trợ của mình. Anh tự nhiên anh mất một khoảng thời gian các rất anh là dài. Làm mất thời gian chúng tôi mà mai chính sống anh, mặt là sống mặt các anh. Chính anh là làm mất anh thời gian. Là vi phạm. Chính anh làm mất thời gian của anh. Tất cả bây giờ mất cả, bây giờ các ông tự nhiên cứ dừng tôi xuống mà kiểm tra. Cảnh sát giao thông yêu cầu xuất trình giấy tờ xe. Cảnh sát giao thông anh không xuất trình. Được chưa anh? Cho đưa tôi cầm lại cái. Rồi ok anh. Đấy, anh ra nào chưa? Đấy, nha. Anh cái cân của anh nó có cái màn hình không? Để tôi nhìn dữ liệu nó không? Đây cân sách tay của tôi, tí nó thể hiện ở đây. Thì anh quá thế rồi. Ôi thế thì vô tư luôn. Bởi cái này chúng tôi hàng xuất khẩu anh hiểu không? Nên là thích nhá, tôi ra cả cân to cái mà cái cân lại luôn. Cân hộp cân đúng đấy. Hả? Hai cái xe này thích nhá. Nếu sai thì tôi vẫn còn khiếu kiện được. Các ông thích nhập cái gì nhập. À, quy cách 500 một bao, xe chở 30 tấn rưỡi, chở có 29 tấn chở đất trên đời. Đó. Đó. Chưa? Ông này vẫn vui lắm. Nè. Từ nãy mình còn để đây nữa kìa. Cứ chạy qua hay dừng từng bánh một? Anh qua đều thận trọng. Rồi ok. Ba định đi đến đấy là 3 km được. Chứ có phải đi bộ đâu mà 3 km, ít nhất người ta phải được 5 km. À rồi, 3-5 thôi. Chứ cậu dâu có thấy mình già đâu.
Ôi bám thế nào tưởng bám tôi lái xe chuyên nghiệp ấy. 10 ít nhất 10 năm trong nghề. Mà không kiểm tra bằng là chí gì gì gì. Biết thằng nào lái. Km đi dễ được. Sao phải đỗ qua xe làm cái gì? Mình vi phạm đây mình. Tôi nói luôn với ông không có 34%. Tôi gọi luôn về công ty tôi điều người. Tôi không chấp hành cái cân này ông ra cân cho luôn. Không. Tôi nói ông nhá. Này. Tôi không những là người lao động bình thường mà còn công ty của tôi. Ông không chấp hành, ông cố tình chấp hành. Tôi chưa chấp hành ký biên bản ở đây. Lãnh đạo, mày. Ông gọi xe đấy, tôi chưa chấp hành ký biên bản đây nhá. Các ông phải được các ông đi kiểm soát cảnh sát, tôi không có tình nữa. Ông còn bây giờ các ông đang vi phạm, tôi nói ông nhá. Thêm nữa nhá, tôi nói ông luôn này. Cái cân các ông nếu lên 34%, tí tôi đưa lên mạng luôn. Hỏi xem anh Thăng anh mua máy móc cái này. Mà anh Thăng máy đều. Người ta mẹ như. Người ta nhìn. Tiền người ta để làm gì? Để mua sắm thiết. Ngoài này. Được rồi, bây giờ ra chạm cân ngoài đấy nó lại lỗi, bây giờ tôi yêu cầu ra cân dịch vụ. Tôi cùng anh đi ra ngoài, nếu ra ngoài cân đấy lỗi thì chỗ chạm cân. Tôi yêu cần ra dịch vụ nhà ở đâu rồi. Cái chạm cân đấy là chạm cân chuẩn quốc gia gì? Đúng rồi. Nó mà sai nốt thì cho lên đấy lên trên mạng luôn. Thì các ông biết mà tôi nhá. Rồi rồi. Nhìn nhá. Anh cầm đi rồi. Tôi không phải cầm, tôi cứ đi ra ngoài đấy. Đã sai rồi này. Này, biển số nó rõ ràng luôn này. Này. Mời anh tập trung lái xe, anh tập trung lái xe. Này tí tôi gửi anh Thăng chơi. Anh gửi thật cho Thăng lâu quá. Thôi, giám đốc tôi gửi được hết. Giám đốc tôi không phải chọc con đâu. Giám đốc anh gửi được tốt quá. Tôi nói với anh nhá, này nhá, tôi xem nhá. Để luôn rồi. Không đẩy, không anh Thăng, không cần anh Thăng, Đinh Gia Thăng. Anh Thăng trong 7-90 triệu dân này này. Người ta xem, người ta đánh giá năng lực của các anh. Chưa biết được. Chỗ nào ở Vĩnh Tờ à? Nha đây. Cái xe này anh bảo bao tần? 8 tấn chở bao nhiêu khối? Cái này không cân dưới 20 tấn tôi đi đường đất. Ngay cái thùng nó đã vi phạm rồi, chưa cần nói là đến cân. Đang mai anh về Vĩnh Tường để khoảng tháng đi làm cùng anh em. Ôi giời, tôi về làm cây gì thôi nhà. Tôi lo nuôi vợ nuôi con thôi. Chính anh đọc như này là tốt đấy, người ta không phải cân. Sao ở Việt Nam này chỉ có những người có quyền không chịu hiểu nha. Đoạn đường nó sắp như thế này. Ôi giời, lỡ hàng mình rồi. Lỡ hàng anh lại bỏ công ty làm văn bản lên này là do anh em làm chậm thời gian. Anh là không giờ thôi đấy. Rồi anh cứ ấy đi, trong tôi sẽ gửi cái đoạn phim lúc sáng cho anh để đối chiếu, có gì đâu. Anh cứ ấy đi, thoải mái, có gì đâu. Anh em cùng nhau hợp tác, cùng nhau dẫn đến ai sai người chịu. Anh cứ gửi anh em tôi sẽ sao cho anh một cái băng đĩa lúc sáng, có gì đâu. Anh quay anh em tôi quay. Quay một thứ. Thái độ anh như nào, anh em tôi nào thì anh cứ anh. Đấy, anh cảm thấy không yên tâm thì anh làm cái lỗi em.
chống người thì anh không vụ. Tôi nói luôn với anh nha, nếu anh chống người thì anh không vụ. Sáng nay nếu mà anh đến mức độ chống có dấu hiệu tội phạm hình sự thì anh không được ngồi lái xe đâu. Tôi nói luôn với anh một điều. Còn anh cứ đặt máy tôi sẽ nói cho anh nghe. Đi không biết à? Sang thì nó dễ, không có đèn đấy, đèn nó chả có. Đi vào đây à? Thì bãi này bãi gì? 29C24751. Mẹ mày có đi thằng này? Anh cứ đảm bảo khoảng cách an toàn thì người ta chưa giờ phát hiện tín hiệu đúng không? À. Trước công trường là như thế nào? Đấy nó cứ như này mày khó đi. Ôi, nó mở cái gì nhỉ? Anh không nhập. Không, người ta mẹ khờ dưới tải không tính 34% những xe quá tải không bỏ qua không thay đổi với ai thay đổi với tôi à? Những cái xe đây quá tải đây thì không định bỏ qua, còn cái xe của tôi thì ba không quá tải không lập đến 34% lấy đâu ra cái lỗi đấy. Anh cứ yeah. Còn anh không làm được việc này tôi đi. Anh đi đâu? Tôi đi làm việc anh của đã, tôi. Anh đã làm xong còn tôi dặn cho anh một câu nhá. Anh đã làm xong rồi một đi. Anh nhờ đến đây để nhờ đội này cân thì anh phải có giấy tờ. Anh đã có giấy tờ cái máy cái của anh làm gì? Cái đồ anh là đồ chỉ đồ chơi trẻ con à? Tôi anh cái từ nay đến giờ cái máy cái của anh được nhà nước trả tiền hàng tỷ đồng vào những cái thiết bị của anh kia nhập máy dữ liệu rồi. Nó đồ trẻ con à? Từ cái kia nó đồ chơi trẻ con à? Nó không lưu à? Anh mang cái giấy tờ xuống. Tôi không mang nữa. Ông không nếu cảm thấy tôi vi phạm ông gọi luôn công an 13 đến đây bắt tôi với cái lý do chống người thi hành công vụ nhá. Còn không làm được việc đấy tôi không chấp hành. Tóm lại anh xuất trình. Tôi không chấp hành. Tôi không chấp hành thì xuất trình chờ. Nếu ông thích tôi vẫn đi qua. Nếu ông cảm thấy cần muốn cân tôi nhá. Còn không muốn làm từ thế với tôi thì làm. Hiện tại là không qua được. Hôm qua tôi để đấy, tôi gọi về công ty, thế thôi. Anh gọi ai à, còn tôi không chút tình nữa. Còn nếu anh các ông từ nãy giờ ngồi đây để làm gì? Bảo cái thời gian của anh, không, anh chấp không, anh. Cái máy móc của ông không đủ tiêu chuẩn ông ngồi anh gì. Anh mang đăng kiểm xuống để nhập vào máy để qua. Nhập rồi, nhập làm cái gì lắm đấy. Bây giờ nhập trạm này. Việc đấy việc của ông. Có phải cái trạm này với tôi đâu mà ông đưa tôi đến đây để nhờ kiểm tra. Tôi đưa đến tôi nhờ, nhưng anh không xuất trình giấy tờ thì không thể nhập được để... Không, cái máy này không làm cái sao? Máy kia, việc máy kia lúc nãy đừng chơi trò trẻ con với tôi. Thích nói năng gì thế, nói năng gì thế, thích thái độ thì thái độ nhá. Yeah. Còn cái này bao quy cách ở đây rồi, 500 cân một bao, 58 bao 29 tấn mà xe người ta chở được phép chở 34 tấn rưỡi, có mà quá nó quá 34% cướp nè. Bao người chơi trò trẻ con với tôi. Nhá. Còn không thích chơi với tôi thì đứng đây chiều trả xe đi được nữa. Rồi không vui luôn. Tôi không phải một ngày, trong cái lệnh này của tôi đi, tôi có thể đi được cả tuần. Ngồi chơi với những ông công an như các ông. Nha. Tôi chấp hành đúng luật. Nếu không, nếu sai chỗ nào các ông cứ lập đi cả. Tôi ký. Không được. Gọi công ty tôi xuống. Thu xe nó không trả tiền. Ông em ơi, không cảm nhá. Xin lỗi vì anh nhà mày bị ảnh hưởng nhá. Nào, thế nào?